Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, đoàn người của Cổ Gia bất ngờ bị yêu thú tấn công. Chuyện này không phải do ngẫu nhiên, mà do một cường giả thần bí đang âm thầm ra tay điều khiển lũ yêu thú này. Nhưng chuyện này cũng đã bị Lâm Động phát giác được. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Rầm rầm rầm, Lâm Động lơ lửng trên không trung, thanh quang hùng hồn trào dâng từ trong cơ thể, hai cánh tay biến thành long thủ rồi tung quyền đánh tan. Những ngọn núi kia, sức lực cũng không tầm thường. Hắc Y Nhân nhìn thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn pháp, một luồng tinh thần lực hùng hồn cuộn trào biến thành một con mắt kỳ dị hàng chục trượng trên khoảng không phía trước mặt hắn. Nhiếp hồn nhãn, đoạt hồn. Con mắt kia khẽ chớp một cái, một đạo dị quang bắn ra, bao trùm lấy Lâm Động. Lâm Động lập tức cảm thấy thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ, thật tà môn, nhưng sự mơ hồ chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau đó hắn lập tức lấy lại tỉnh táo, điểm một ngón tay ra, Long Nguyên Luân xé tan không gian bắn thẳng về phía Hắc Y Nhân, nguyên thần khí. Hắc Y Nhân nhìn thấy Long Nguyên Luân đang bay tới, ánh mắt hơi thay đổi, rõ ràng hắn biết sự lợi hại của nó, nhất thời hắn siết tay lại, tinh thần lực hùng hồn biến thành một tấm lá chắn phía trước mặt, bàn tay vung lên, tấm lá chắn bay ra oanh kích lên đạo kim quang, rầm, âm thanh trầm đục vang lên, kim quang mà Long Nguyên Luân biến thành bị bắn ngược. Trở lại rồi lơ lửng trước mặt Lâm Động, hừ, ánh mắt Hắc Y Nhân lạnh băng, sau đó hắn bỗng đứng dậy, tinh thần lực dồi dào trào dâng, thậm chí phía sau hắn còn hình thành nên một cái vòi rồng khổng lồ khiến không gian trở nên méo mó. Tinh thần lực thật mạnh. Sắc mặt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng. Tinh thần lực của Hắc Y Nhân này rõ ràng vô cùng mạnh mẽ, ít nhất thì chỉ so sánh tinh thần lực, Lâm Động cũng phải tự thấy không bằng. Không ngờ ở đây lại gặp được một tên phù sư. Lâm Động nhìn Hắc Y Nhân, lẩm bẩm nói, hắn cảm nhận được sự lợi hại của người đó, áp lực như có như không đó thậm chí đã đạt đến mức độ như của Nguyên Thương. Rõ ràng tinh thần lực của Hắc Y Nhân này đã đạt đến mức của tên phù sư. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người cứ xông vào. Nếu đã như vậy thì ta sẽ luyện hóa ngươi thành nhân khôi. Hắc Y Nhân hơi ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt hắn tái nhợt, nhìn Lâm Động cười lạnh một tiếng. Lâm Động hơi nhíu mày, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, hiện giờ hắn vẫn còn mang thương thế, nếu liều mạng với kẻ kia thì sẽ có rắc rối. Thế nhưng khi Lâm Động đang nghĩ cách ứng phó thì bỗng nhiên có một âm thanh lạ rất nhỏ vang lên. Hắc Y Nhân nghe thấy, tinh thần lực quanh người lập tức thu lại, nhìn Lâm Động một cái rồi nhanh chóng bay mất. Tiểu tử, coi như lần này ngươi may mắn, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ luyện ngươi thành nhân khôi. Hắc Y Nhân đã đi xa nhưng tiếng nói lạnh lùng vọng lại như tiếng quỷ tru khiến người ta phải lạnh tóc gáy. Lâm Động không đuổi theo, thanh quang quanh người nhanh chóng thu về, cặp mày nhíu lại, nghĩ bụng không hổ là loạn ma hải, vừa mới đến đã gặp phải nhân vật khó nhằn như vậy. Theo hắn phán đoán thì có lẽ Hắc Y Nhân kia thuộc cảnh giới tiên phù sư tiểu thành, thực lực không hề thua kém cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nếu giao đấu lúc này, Lâm Động cũng không sợ. Hắn đã muốn chạy thì kẻ kia cũng không ngăn được, nhưng nếu đánh bại Hắc Y Nhân thì chắc chắn phải hồi phục thương thế đã. Dường như hắn là người của Ngụy gia, mục tiêu của bọn chúng cũng là sinh sinh huyền linh quả, có lẽ sớm muộn gì cũng phải đụng độ thôi. Lâm Động quay người đi vào trong rừng, xem ra việc hồi phục thương thế là nhiệm vụ khẩn cấp rồi. Trong doanh địa, mùi máu tanh lan tràn, sự hỗn loạn đã được dẹp yên, thi thể người và xác yêu thú chất thành đống. Người của Cổ gia đã chống lại được trận tập kích của yêu thú, tuy có thương vong nhưng cũng không quá nghiêm trọng, hỗn loạn đã qua đi, giờ đang dọn dẹp lại doanh địa. Ở một góc doanh địa, một vài đệ tử Cổ gia đang túm tụm lại nhìn một vài cái xác của ma nham giác thú. Ở đầu bọn chúng đều có một vết máu nổi bật hiện rõ lên, một chiêu là chết. Cổ Yên lật xác của đám yêu thú, khẽ nói, thủ đoạn thật rất dứt khoát. Đám đệ tử Cổ gia ở xung quanh nghe thấy vậy, sắc mặt đều hiện rõ vẻ kinh ngạc, bọn họ đều hiểu rõ sức phòng ngự của ma nham giác thú. Dù bọn họ có toàn lực công kích thì cũng chỉ để lại một số vết thương trên người bọn chúng mà thôi. Muốn một chiêu giết chết có lẽ chỉ có Cổ Yên là làm được. Nhưng rõ ràng đám thú này không phải do Cổ Yên giết. Cổ Nhã, đây là ai làm? Cổ Yên nhìn sang nàng thiếu nữ bên cạnh, hỏi. Muội không biết, vừa rồi Lâm Động đại ca bảo muội nhắm mắt lại. Cổ Nhã cũng không hiểu gì, thành thật nói. Nàng ta nhất thời cũng không liên hệ được thủ đoạn dứt khoát kia với Lâm Động. Dù sao thì Lâm Động hiện tại không thể tu luyện mới đúng. Lâm Động. Cổ Yên kinh ngạc, Cổ Anh bên cạnh thì sắc mặt thay đổi, nói, Cổ Nhã, muội đừng có nói bừa, hắn là đồ bỏ, câu nói đó không được nói hết, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy một nhân ảnh chậm chậm bước ra từ trong khu rừng. Sau đó nhìn bọn họ với ánh mắt bình thản, vẻ mặt Lâm Động vẫn tĩnh lặng như mặt nước giếng, nhưng khi Lâm Động tiến lại thì ngay cả Cổ Yên, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cổ Anh thì nuốt những lời chưa nói vào trong bụng, không biết vì sao, khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Động, trong lòng nàng ta lại trào dâng hàn khí. Lâm Động bước ra khỏi khu rừng cũng nhìn thấy ngay đám đệ tử Cổ gia đang túm tụm gần đó.
Hắn liếc mắt nhìn thi thể đám yêu thú đang bị bọn họ vây quanh, trong lòng nhất thời hiểu rõ mọi chuyện, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, bước chân chuyển sang hướng khác. Lâm Động, Cổ Yên thấy thế vội lên tiếng, có việc gì không? Lâm Động nhìn nàng, ngữ khí bình thản khiến trong lòng đám đệ tử Cổ gia nhất thời ngứa ngáy khó chịu, nhưng rồi bọn họ nghĩ hắn có thể là một nhân vật vô cùng lợi hại, nên đành nhẫn nhịn lại, đám yêu thú này. Là do ngươi giết, Cổ Yên không để tâm đến thái độ của Lâm Động, ngón tay chỉ vào xác đám yêu thú, ánh mắt nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, hỏi, Lâm Động không khẳng định cũng chẳng phủ định, hừ, rốt cuộc có phải hắn làm không thì thử là biết, rõ ràng Cổ Anh rất khó chịu với thái độ của Lâm Động. Nàng ta hừ lạnh một tiếng sau đó bước chân ra, hai ngón tay cong lại, một đạo kình phong bắn thẳng tới ngực Lâm Động, Cổ Anh ra tay đột ngột, ngay cả Cổ Yên cũng không kịp phản ứng, muốn ngăn lại cũng không kịp nữa, phút. Chỉ phong mạnh mẽ của Cổ Anh nhanh chóng bắn lên ngực Lâm Động, nhưng nơi đó lại như làm bằng thép tinh luyện, một chiêu của Cổ Anh không hề khiến Lâm Động suy suyễn chút nào. Nhục thể cường hãn thật, sắc mặt Cổ Anh biến đổi, ngay sau đó nàng nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Lâm Động, trong lòng khẽ biến, cả người nhảy lên, định lùi về phía sau. Thế nhưng ngay lúc đó Lâm Động đã xuất hiện trước mặt nàng như quỷ mị, bàn tay thò ra, nhanh như chớp tóm chặt lấy cổ nàng, có thể giết chết Cổ Anh bất cứ lúc nào. Lâm Động, những người xung quanh cũng giật mình hành động bất ngờ của Lâm Động, Cổ Yên vội vàng nói, đừng kích động, Cổ Anh chỉ hơi lỗ mãng chứ không có ý xấu, ánh mắt Lâm Động u ám nhìn Cổ Anh. Đang tràn đầy vẻ sợ hãi, trong mắt hắn hiện lên sát ý khiến Cổ Anh tái mặt, vẻ đẹp của Cổ Anh bình thường khiến không ít nam nhân điên đảo, nhưng ở trong mắt Lâm Động lúc này chẳng khác gì mấy cái xác yêu thú kia. Nàng không hoài nghi Lâm Động lúc này đang muốn giết chết mình, Lâm Động đại ca, Cổ Nhã ở bên cạnh cũng sợ hãi vì sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh băng của Lâm Động. Mấy ngày nay trước mặt nàng, Lâm Động đều rất hiền hòa, vui vẻ, đây là lần đầu tiên. Nàng thấy hắn hung hăng như vậy, nghe thấy tiếng gọi của Cổ Nhã, vẻ lạnh lùng trong mắt Lâm Động thu lại chút ít, trừng mắt nhìn Cổ Anh một cái rồi hắn hất tay. Lần sau còn thiếu giáo dưỡng như vậy thì ta không ngại cho các ngươi thiếu đi một đệ tử đâu. Cổ Anh được một vài đệ tử đón lấy, chiếc cổ trắng ngần đã tím lại, rõ ràng Lâm Động không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Nàng nhìn Lâm Động đầy vẻ sợ hãi, rõ ràng đã bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, vì nàng rõ ràng cảm nhận được sát ý từ hắn là thật, ngươi quả nhiên không phải người tầm thường. Cổ Yên nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy phức tạp, thương thế như vậy người bình thường căn bản không thể hồi phục được, kẻ ra tay với các ngươi là một tiên phù sư, có lẽ là người của Ngụy gia. Lâm Động nhìn Cổ Yên, nói, tiên phù sư, không chỉ Cổ Yên, vẻ mặt nhất thời thay đổi mà những đệ tử Cổ gia xung quanh, sắc mặt cũng trở nên khó coi, tiên phù sư tương đương với cường giả sinh huyền cảnh, đối với bọn họ mà nói là khá lợi hại, sao ngươi biết? Cổ Yên nhíu mày hỏi, vừa giao đấu với hắn xong, Lâm Động bình thản nói, mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn có thể thoát thân an toàn từ tay tiên phù sư sao? Các ngươi có lẽ không tranh giành được với Ngụy gia đâu. Ta thấy vẫn nên rời khỏi Huyền Linh Đảo càng sớm càng tốt, Lâm Động nói, hắn không hề có ý đả kích, chỉ là thực lực của đám đệ tử Cổ gia ở đây mạnh nhất chính là Cổ Yên, nhưng cũng chỉ gần đạt tới sinh huyền cảnh. Còn Ngụy gia, ngay đến Ngụy Tùng đã đạt đến mức đó rồi, huống hồ còn có thêm tiên phủ sư nữa, sinh huyền linh quả rất hiếm có, bọn ta không muốn từ bỏ nó, Cổ Yên nhíu mày, lắc đầu nói, Lâm Động nghe vậy, nhún nhún vai, cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng không muốn bận tâm đến sự sống chết của đệ tử Cổ gia, bọn họ muốn làm gì thì làm. Như vậy Lâm Động đi thẳng đến xe ngựa, Cổ Yên nhìn theo bóng lưng Lâm Động, do dự một chút rồi nói, vậy bọn ta có thể nhờ ngươi giúp không? Tuy lúc này nàng vẫn không biết rõ thực lực của Lâm Động, nhưng từ biểu hiện của hắn đêm nay có thể thấy, thực lực của hắn không hề thua kém bọn họ, nếu nhờ được hắn thì hiển nhiên thực lực của bọn họ sẽ tăng lên không ít, tại sao ta phải giúp các ngươi? Lâm Động dừng lại, nhìn mấy người Cổ Yên với vẻ mặt khó hiểu, hỏi, Cổ Yên khựng người, đám đệ tử Cổ gia thì nổi giận. Bọn ta đã cứu ngươi, ngươi giúp bọn ta cũng là chuyện đương nhiên, đầu tiên ta phải nhắc nhở các ngươi, là Tiểu Nhã đã cứu ta chứ không phải các ngươi, Lâm Động bình thản nói. Tuy hắn đã ở đây mấy ngày, nhưng không hề nhận được sự chăm sóc của những người khác, vì thế hắn cũng chẳng có gánh nặng gì khi nói như vậy, ta sẽ hoàn toàn phụ trách sự an toàn cho Tiểu Nhã, còn những người khác thì tự lo cho chính mình đi, ta không rảnh rỗi mà phân tâm. Sắc mặt Cổ Yên trở nên hơi chút khó coi, nhưng sau khi nghĩ lại thấy dường như đúng là bọn họ không hề chăm sóc gì hắn cả. Hắn không muốn giúp cũng chuyện dễ hiểu, đám đệ tử Cổ gia nhìn nhau, vẻ mặt thiếu hẳn tự nhiên, đương nhiên bọn họ biết rõ sự lạnh lùng của mình đối với Lâm Động trong những ngày qua, muốn ta giúp cũng không phải không được, hừm. Nghe vậy, mấy người Cổ Yên đều thót tim lại, vội nhìn sang Lâm Động, nhưng ta cần có thủ lao, cứ coi như các người thuê ta giúp đỡ đi, Lâm Động bình thản nói, thủ lao như thế nào, Cổ Yên khựng người một chút, sau đó mới cẩn thận hỏi. 1 vạn viên huyền nguyên đan,
Trên gương mặt Lâm Động dường như nở nụ cười nhạt, nói, ngươi thật quá đáng à. Một vạn viên huyền nguyên đan, sao ngươi không đi cướp đi? Đám đệ tử Cổ gia ở xung quanh nhất thời mặt đỏ bừng lên, ai ai cũng quát lớn phẫn nộ. Hiển nhiên bọn họ cho rằng Lâm Động quá mức tham lam. So với sinh sinh huyền linh quả, một vạn viên huyền nguyên đan có là gì? Hơn nữa nếu ra tay động thủ, có lẽ các người cũng sẽ tổn thất một nửa nhân số. Lẽ nào các người nghĩ rằng mạng mình không đáng một vạn huyền nguyên đan sao? Lâm Động cười nhạt, nói, đám đệ tử Cổ gia lập tức nghẹn lời, vẻ mặt đầy hậm hực, sau đó nhìn sang Cổ Yên. Cổ Yên cũng khẽ nhíu mày, lưỡng lự một lúc sau đó mới nói, người chắc chắn sự giúp đỡ của mình đáng giá đó. Ít nhất thì ta có thể chặn được tên phù sư. Người chắc chắn được mấy phần? Cổ Yên truy hỏi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.